Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một để giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đặt điều kiện cho cái log này. Thì chúng ta biết trong log này số bắt buộc phải là dương. Như vậy x cộng 14 phải lớn hơn 0. Như vậy chúng ta sẽ có x phải lớn hơn trừ 14. Tiếp tục, đối với bài này chúng ta có hai nhân tử. Thì bây giờ trước khi chúng ta xét cái cục này nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì chúng ta sẽ tính nghiệm cục này bằng 0 và cục này cũng bằng 0 luôn. Như vậy chúng ta sẽ có hai phương trình. Phương trình đầu tiên là cục này bằng 0. Thì bây giờ chúng ta đẩy cục này sang bên đây. Như vậy chúng ta biết số 4 chính là 2 bình phương. Như vậy chúng ta sẽ tách thành 2x bình phương sẽ bằng 2 bình phương. Cái số 2 này nè, nhân với lại x ở đây. Như vậy chúng ta thấy rõ, ở đây cùng là số 2 và số 2. Như vậy x bình phương bằng 2x. Như vậy chúng ta đẩy 2x sang bên trái. Thì chúng ta sẽ có x nhân với lại x trừ 2 bằng 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta tính ra hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 2. Bây giờ chúng ta sang cục thứ hai, đó là cục này. Chúng ta cho cục này bằng 0. Thì chúng ta để trừ 4 sang bên phải. Thì chúng ta biết ở đây là số 4, kế bên số 4 chúng ta có số 1. Thì chúng ta biết rằng số 1 ở đây chính là log cơ số 2 của 2. Bây giờ chúng ta có công thức như sau. Như vậy ở đây có số 4, ở đây có số 2. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi cục này thành cục này. Số 4 sẽ nhảy lên đây. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có 2 mũ 4. Chúng ta thấy cùng cơ số là số 2. Như vậy x cộng 14 bằng 2 mũ 4. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được x sẽ bằng số 2. Như vậy chúng ta sẽ có đủ nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ bảng xét dấu. Ở đây là x, ở đây là 2 mũ x bình phương trừ 4 mũ x. Ở đây chính là cái cục này. Bây giờ chúng ta cho các nghiệm vừa mới tính bỏ vào đây. Và chúng ta biết điều kiện là x phải lớn hơn trừ 14. Và chúng ta sẽ loại cái phần ở đây. Bây giờ chúng ta có 0, số 2 và số 2. Bây giờ chúng ta có cục đầu tiên. Trong trường hợp này chúng ta sẽ cho x bằng 3. Chúng ta thử thế số 3 vào đây. Số 3 vào đây. Thì chúng ta ra 448. Như vậy đây là dấu cộng. Đây là số dương. Tiếp tục mình chọn ở đây là số 1. Thì ta ra trừ 2. Như vậy là dấu trừ.
Ở đây chúng ta cho trừ 1, nó ra dấu cộng là 1.75. Bây giờ tiếp tục tương tự cục thứ 2, bắt đầu là số 2. Bây giờ cho x bằng 3 vào cái cục ở đây. Chúng ta ra 0.087, như vậy cục này là dương. Bây giờ chúng ta cho số 1 ở đây, nó ra số âm. Và chúng ta cho trừ 1 ở đây thì cũng ra số âm. Như vậy kết hợp tất cả lại, ở đây chúng ta có trừ, ở đây có dấu cộng, ở đây dấu cộng, số 0, số 0. Lưu ý kỹ, ở đây bằng 0 nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ bao gồm số 0 và số 2, tại vì ở đây nó bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ trừ 13 cho đến số 0 và cộng thêm số 2 nữa. Như vậy ở đây có tất cả là 15 giá trị. Như vậy chúng ta chọn câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.